Tri thức ngày xưa ở lại đây, ân tình sâu nặng của thầy cô, người mang ánh sáng soi đời trẻ, lái chuyến đò chiều sang bến đây, đò đến vinh quang nơi đất lạ. Cảm ơn người đã lái đò hay, ơn này trở mãi ghi trong dạ, người đã giúp con vượt khó khăn. Đây là ngôi nhà thứ hai của chúng mình. Nơi đã cho mình những ít chữ. Bài học đầu tiên, nơi đã chấp cánh ước mơ cho bao trái học trò. Và đây là các thầy, cô, những người cha, người mẹ thứ hai của chúng mình nhé. Gia đình thứ hai của chúng mình, 52 thành viên rất thông minh, đáng yêu và cũng đầy tinh nghịch. Người mẹ thứ hai tuyệt vời của chúng mình, cô giáo Nguyễn Thị Như Quỳnh. Thank you.
trò. Thật ạ, nhưng mà chúng con có yêu cầu. Nhưng không xin lại yêu cầu cô ạ. Vâng, chúng con yêu cầu cô nhắm mắt lại. Cô nhắm mắt lại, 1, 2, 3, cô nhắm mắt sẽ có gì bí mật dành cho cô ạ. Cô nhắm mắt nào. Cô đi ăn con ạ. Rồi, đây, cô đang học trò.